thế lính này là một thế lính rất đông sẽ đẩy vào và một trước đai đó... thì họ phải đai khi cả hai bên phía hai thành viên của bên phía LSE còn level 1, cấp độ 1. Đai rồi, họ đang tiến vào rồi. Thì đánh 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 ui mất đi một tóc biến rồi, Đình Việt là người nằm chiến công đó. Đam nhau ớt. Như vậy là vì quá chia đam cho nên là cũng rớt lại mạng của Asing luôn. Này và bây giờ thì đang có sự chăm sóc đến từ vị trí của Dân King và Giao Giang Đao. Tiến về sẽ rất là nhanh thôi, không thể nào bắt được một chiếc tên. Vị trí của Lady Up khó nộ, choáng rồi. Có bạn nằm Lady Up cao của Lady Up rồi. Như vậy Lady Up hết mana và Clear của anh thì đang đánh tốc đây. Kiệt thật. Và lúc này đây thì sát thương đến từ Asin cũng sẽ là combo đủ kề. Và có vẻ như Dân King combo trượt rồi, không thể nào giữ chân được cho mình vị trí của Đình Việt. Họ đang muốn giữ con rồng này nhiều hơn là cố gắng làm ui cướp luôn rồi, anh cũng cướp được rồi, rất hay. Và bây giờ người sẽ nằm xuống là vị trí của Dân King và có sự xuất hiện đến từ vị trí của anh hit góc bên này. Asin đang được bắn, Asin đang bắn nhưng Lucas là người có sát thương nhiều hơn. Quan hit hạ gục cho mình vị trí HT nào, thế trận nổi chiều được không? Cái gì không nổi, không nổ được, khó chịu thật sự. Và với con rồng gió đó thì Dân King có thể hỏi liên quan là có đáng không? Chấm dứt mạng, chấm dứt là cho Lucas à. Chuyện gì đã xảy ra? Hát tập biến hả? Hát tập biến hả? Hát tập biến hả? Có một pha mà phá con mắt tím ở đây. Đề rồi. Và điều đó hoàn toàn có cơ sở để xảy ra. Khi mà anh ta luôn luôn xử lý được một cái. Cái quần mai mấy củi. Cái cặp đôi bên phía Lucas với Địch Việt sẽ có gì à? Trò đấu này thì anh này là kỹ thuật viên hay là cha thiên hàng mà ảnh chửi hết vậy em không kể được chen cái trận như thế này. Ất sinh phải nằm xuống rồi, bắn luôn á rồi là cái mạng của Lucas hay không. Lucas có đam nhưng mà chính xác, nhưng mà ai chỉ thằng Lucas thì nó lên ta tặng cho ta. Anh à, em pha đạn đổ thần công của clip một rất đau, tao đéo có dài mà cái đó mày lấy cho mình được cái mạng của Dung Giang Đao từ một khoảnh khắc rất xa. Đúng và là một pha mà khá là thành công. Tụi SE đã cực lùi vào một nhìn để chúng mọi người cục cháo né mãi liền nha. Rồi One Hit đang ở đây rồi, đứng rồi không biến có được cái mạng của HV nào, một đổi một. Dung Kinh có mặt ở đây, Lucas phải hết sức cẩn thận. Có ai cứu không, có ai có di chuyển để cứu Lucas trong tình huống này không? Khó rồi, Lucas chạy biến lên lẽ cái combo dịch chuyển xuống nhìn Lucas chết. Lucas làm rồi. Đây rồi, khu vực đường trên nè, chuối cây rồi. One hit xuất hiện bất ngờ đây, có cho mình cái mạng được của Clear. Asin hơi tự tin anh nhỉ. Đang kéo người xuống. Rồi. Giao Giang Đao cùng ánh sáng tung ra một combo chiêu thức dồn vào với Lucas bốc. LW tóc biến đẹp quá, trời bàn. Đúp. Lucas farm ít quá anh ơi, Lucas có 59 creep trong khi Asin đã 109. Cái tỷ số farm này của bộ AD là từ nãy giờ đánh giá là quá thấp nha. Quan hit bị bắn quá đau đi, Lee Quan. Rồi, Việt Thanh có mặt đây, không còn cho mình đó là cái tốc biến, Quan hit bị kéo cái về. Gì vậy? Cái gì vậy? Mặt nó dành cho Đình Việt. Ai da bị lắc ngoài vậy? Quan hit xử lý anh nghĩ là mắt đinh rồi, tại vì Quan hit vào đấy anh ta ráng kéo theo được cả vị trí của Tokyo góc bên này là vị trí của Việt Thanh. Việt Thanh bị không thể cản phá hết lên và combo kỳ kích được tung ra và vẫn hất tung được cho mình vị trí của Việt Thanh. Việt Thanh nằm rồi, bên này là vị trí của Lady Up. Lady Up đang bị đánh, Lady Up đang hơn ngưỡng máu tử và Lady Up nằm xuống mạng dành cho vị trí của Lee Quan. Mà ngay sau đó thì có sự góp mặt ở từ vị trí Giao Giang Đao. Giết luôn. Nào họ đang một đấu một liên tục và không lao chúng. Hả? Nhưng mà cũng nghĩ hơi khó trong tình huống đó. Cho tự nhiên cái gì? Sao tự nhiên gớt các bạn vậy? Vâng, một pha solo kill. Cứ từ từ như sau nào. Liên tục những pha giao tranh thì điểm qua về lượng mạng cân bằng từ lượng tiền của hai bên thì lại là đánh nhau rồi. Asin nhảy lên bắn luôn nhưng mà Asin giáp này nằm xuống rồi. Lucas đàm to quá, One hit tại khu vực bên này. Bị sao nhỉ? Anh dừng clip lại 5 giây đi, có khi nó loát không kịp á, nó nhanh quá nó tải không kịp. Cực kỳ ngon. Nó không có con rồng lửa nào nên đang bị mất lúc đã. Đang rình rập Đinh Việt. À, tuét tan kẻ yếu không thành pha không hiểu Đinh nhau rồi. À, Đinh Việt kéo trúng Dân King thì Đinh Việt đi rồi. Đinh Việt đang chạy, Dân King đang cố gắng đuổi theo Đinh Việt bít còi lên, Đinh Việt chạy tiếp, Đinh Việt đánh được con nổ, không đánh được con nổ. Dân King có được cho Đinh Việt. Anh ở bên này đón luôn. Rồi, đó là cái mạng sách đao và Dân King đang cố gắng tung đại địa chấn của mình ra muốn kéo theo mạng quá. Ui, hát lên nào một phần mà nó bị cái này là nó bị cái gì à? Với
4.000 tiền đến từ LSE và vẫn đang đánh nhau rồi. Đây là một pha mà đánh nhau ở đường giữa. Quá nhiều. Sau khi ăn rồng xong thì bên câu lạc bộ ấp triển khai đẩy cái đường giữa này. Đừng diệt đâu, tôi đâu có đẩy nhanh gì đâu. Ui dạ. Lucas bị bắn rất đau, Lucas đã phải nằm trong tích tắc. Người nằm thứ hai đó là Đình Việt và bị kéo trúng rồi, Asin bị kéo trúng rồi. À, cái lao chất lượng chưa? Cái lao đơn vị câu lạc bộ ấp. Trước đó là mới nói là lợi thế nó nghiêng về cho bên phía LSE, xong giờ câu lạc bộ lại có lợi thế trong giao tranh. Ôi dồi, team không thể cản phá đến từ vị trí của Lady Up. Chỉ còn một mình vị trí của Việt Thanh ở đây. Việt Thanh sẽ phải lui thôi. Thì nãy giờ cứ cò quay ở tại cái nhánh sông này mãi thôi. Những cú nhảy bình ở góc bên này, Lady Up đang tác thẳng mặt vị trí của Đình Việt và có luôn cả sự xuất hiện từ Asin. Không thể cản phá là Đình Việt rồi. À, kêu nghiêng đầu phóng cái lao. Anh ta không có vội lao vào giao tranh đâu, cứ chọn những góc lát xa. Lát nữa mình ăn quả nữa. Tiếp theo đến Asin bị kéo xuống. Đầu quá, Lucas nằm rồi, Asin không nằm. Có dịch chuyển đến từ cả hai đội tuyển và hai dịch chuyển đến từ bên phía của LSE. Và bây giờ Lady Up không còn thể cản phá nữa. Có tóc biến của anh Hit đang bị giữ chân, phần cá sấu được bật lên từ bên phía của Việt Tân đang đánh và có đủ xoáy cầu đẹp. Tất công việc cho mình là hai người của anh Hit. Câu lạc bộ ấp đang tan vỡ. Diện đào đang cố gắng thoát đi khỏi rừng của mình, cũng tiếp tục làm mất đi tóc biến một lần nữa. Double kill dành cho vị trí của Việt Nam. Việt kéo trúng lính rồi. Hãy quay ngược trở lại với những cú lao phóng từ xa của mình. Việt Thành thì đang theo một tên lính đẩy vào đường giữa và góc bên này vị trí của Đình Việt. Đình Việt đã kéo trúng cho mình vị trí của Giang Đào. Bây giờ Đình Việt nằm xuống. Đổi lại được. Đổi lại cho mình là một cái mạng. Trước bỏ tàu châu là. Sau đó thì Lê Điếp dịch chuyển để có thể cover những người đồng đội mình, nhưng mà vẫn chưa hồi cho mình, đó là cái không thể cản phá. Vừa tắt cái hấp đi nên là tôi nghĩ. Tan vô đánh chứ, dẫu là đánh thì đánh chứ. 4K dành cho bên LSE. Tan đánh chứ. Chút lợi thế. Và khoảng 24 phút thi đấu. Khó rồi, cái không thể cản phá rồi, hụt rồi. Lady Up không thể cản phá vào không khí. À, bây giờ thì là vị trí của P1 lại kỳ kích lên vào không khí một lần nữa, kéo vào không khí thêm lần nữa. Khung ca đài địa chấn được tung ra, nhưng lượng máu đến từ bên phía câu lạc bộ ấp họ tụt quá à, nhanh rồi. Phải nói là những cú mà di cầu Asin đang được bắn. Không đã, khoan đã, còn Asin vẫn còn dân kiên, nhưng mà lệnh sóng âm đến từ vị trí bắc bên này bắt đầu nha, để xem nào. Dân kiên đang ở ngưỡng máu tử, dân kiên nằm rồi. Không có lượng kháng phép nào là đủ nhiều. Asin ơi, đây rồi, một pha Asin đang cố gắng nấp sau blue để che chở những cú phát bắn thần quý. Rồi sao đi cái đường đó, sao bắn cái gì đang cả? Đến cắt và sắc đến từ vị trí của Việt Thành. Nhưng mà vẫn còn dịch chuyển khoa học và sẽ lùi về được thôi. Rồi, đi đường chơi. Khó để có thể bám sát được cho mình vị trí của Asin. Một lỗi di chuyển tiếp theo đến từ các đồng minh bên phía câu lạc bộ. Baron à. Vẫn muốn kích hoạt cho mình Baron HP nào lấp ở đây. Góc này rồi. Góc này khá đẹp dành cho vị trí HP nào, anh ta đang đợi người đồng đội của mình đến để xem nào. Giao dàn đầu có cho mình một góc kê, những cú lao của anh ta đang khép góc HP nào. Anh ta cũng còn đó là không thể cản phá chúng vào người của HP nào rồi. HP nào phải sử dụng tốc biến để chạy đi. Việt Thanh tới. Ây da, em Thanh vô hơi sâu rồi. Và dồn thuộc về cho bên phía LSE, Thanh đã phải nằm xuống. Trời ơi! Băng lên đến từ vị trí của Liên 1. Cái chuyển của Học đi. Kéo trúng đến từ vị trí của Đình Việt. Bây giờ thì sát thương sẽ bắt đầu tác động lên trụ này. Từ vụ lại Baron, quét tan kẻ yếu rồi. Và bây giờ tiến vào chỉ có Đình Việt đang chọn góc để kéo, Đình Việt lựa góc đi. Ây da, Asin cút là đen quảng. Asin út. Thanh ơi, Việt Thanh mập phần ca xấu và tan vỡ là những gì mà các thành viên bên phía câu lạc bộ có. Câu lạc bộ sẽ nói lời dừng lại ở trong game đấu đầu tiên này và họ sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn game đấu thứ hai chăng. Đợt lính đã đẩy vào rồi và tác động lên trụ. Hay quá, Việt Thành đánh hay quá. Nhìn thấy một Việt Thành quá mạnh mẽ ở tại đây và không thể cản phá từ Lady Up tóc biến ra. Và Lady Up te le luôn rồi, những nỗ lực cuối cùng đến từ Lady Up. Và đó sẽ là chiến thắng đánh tối ngày hay gì, người ta là sao nữa, người ta hiện tại đang là 1-0.